Hiện tượng lạ trong lễ xây mộ của ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh. Con gái vừa đòi xét nghiệm ADN bật khóc. Thời gian qua, gia đình cố nghệ sĩ Cải Lương Vũ Linh liên tiếp xảy ra tranh cãi xoay quanh chuyện tổ chức đám tang và xây mộ cho cố nghệ sĩ. Đặc biệt, câu chuyện Hồng Loan là con nuôi hay con ruột của ông Hoàng Cải Lương thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Theo đó, vào ngày 20 tháng 5 vừa qua, Hồng Loan cho biết mình không nắm được thông tin khi nào xây mộ cho cha, bị phía nghĩa trang từ chối làm việc vì người ký hợp đồng là Hồng Nhung. Em gái ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Mới đây, sau nhiều ngày cố gắng liên lạc với nghĩa trang, Hồng Loan vui mừng thông báo đã được quyền xây mộ cho cha. Sau khi sắp xếp ngày cụ thể, gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh có mặt tại nghĩa trang Bình Dương. Hồng Loan tới từ sớm để bày đồ cúng. Tại lễ cúng xây mộ, em gái Hồng Nhung và cháu gái Hồng Phượng của ông Hoàng Cải Lương cũng có mặt. Đây là lần đầu tiên ba người phụ nữ cùng xuất hiện sau màn tranh cãi nảy lửa vừa qua trên mạng xã hội. Gặp Hồng Nhung và Hồng Phượng, Hồng Loan vẫn chào hỏi tử tế. Đáng chú ý, trong quá trình xây mộ, khi bia chuẩn bị được đặt xuống thì phần nền bất ngờ hiện ra bóng đen có hình dáng như người đàn ông. Những người có mặt lập tức phản ứng, cho rằng đây là hiện tượng tâm linh. Chiếc bóng ấy là ông Hoàng Cải Lương đang cầm tay một bé gái. Chứng kiến cảnh tượng này, Hồng Loan bật khóc nức nở. Sau khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc này, thu hút lượng tương tác khủng, nhiều người cho rằng cố nghệ sĩ đã hiển linh để bảo vệ con gái duy nhất của mình. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời vào đầu tháng 3 vừa qua sau nhiều ngày chống chọi với bệnh tật. Trước lúc qua đời, ông được biết đến là người không có vợ con. Thế nhưng tại lễ tang, truyền thông bất ngờ biết đến sự hiện diện của con gái ruột duy nhất của Vũ Linh là chị Võ Thị Hồng Loan. Trên giấy khai sinh của Hồng Loan, phần tên cha ghi đầy đủ họ tên cố nghệ sĩ Vũ Linh, tên mẹ để trống. Tuy nhiên sau đó, cháu gái ruột của nghệ sĩ Vũ Linh là Hồng Phượng đã thay mặt gia đình đính chính rằng Hồng Loan là con gái nuôi, được gia đình ẵm về từ lúc nhỏ. Hồng Phượng cho biết gia đình không muốn cố nghệ sĩ mang tiếng có con rơi, chỉ có các con nuôi. Nhiều năm qua, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và nghệ sĩ Bình Tinh cũng được biết đến là con nuôi của Vũ Linh. Đến lễ cúng 49 ngày của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình ông bắt đầu nổ ra. Hồng Loan lên tiếng khẳng định mình là con gái ruột duy nhất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, bị gia đình chèn ép thành con nuôi. Bức xúc vì cha vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận mình. Hồng Loan tuyên bố sẽ tiến hành thử ADN với chú ruột, em trai nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Phía gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh tỏ rõ thái độ không ủng hộ quyết định xét nghiệm ADN của Hồng Loan. Họ tuyên bố rằng nếu xét nghiệm cho ra kết quả xác nhận Hồng Loan không phải con ruột Vũ Linh thì cô buộc phải dọn ra khỏi nhà, không được hưởng bất kỳ quyền lợi gì. Đồng hành cũng như ủng hộ quyết định của Hồng Loan là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Thời gian qua, nam nghệ sĩ bức xúc khi biết nhiều thành viên trong gia đình đã âm thầm nhận tiền quyên góp. Ngoài ra, hiện tại, Hồng Phượng, cháu gái của nghệ sĩ Vũ Linh, đang nhận gạch đá từ dư luận khi tự ý đưa đội truyền thông vào đám tang của cố nghệ sĩ ưu tú mà không thông qua sự đồng ý của gia đình. Trước đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân vô cớ bị chỉ trích là người làm việc này kiếm tiền trên đám tang của cha nuôi. Đến khi mọi việc được sáng tỏ, truy đến hợp đồng truyền thông thì người ký tên là Hồng Phượng với phần chia lợi nhuận 60%. Vừa qua, Hồng Phượng đã lên tiếng thừa nhận chuyện này. Cô giãi bày rằng, điều mình muốn là lưu giữ hình ảnh cuối cùng của cố nghệ sĩ Vũ Linh, hợp đồng truyền thông là để quản lý, không để hình ảnh của nam nghệ sĩ bị bóp méo sau khi qua đời. Theo Hồng Phượng, doanh thu có được sẽ được đưa vào tài khoản riêng để gia đình chuẩn bị cho các dịp cúng bái sắp tới của Vũ Linh.